Binance dự kiến thu nạp thêm 1.000 nhân viên trong năm 2024. Sàn Binance được cho là đang dự kiến mở rộng đội ngũ thêm 1.000 nhân viên trong năm 2024, với ít nhất 20% vị trí tập trung vào tuân thủ quy định. Chi phí cho công tác này đã vượt 200 triệu đô la Mỹ hàng năm. CEO Richard Tang, người có nhiều kinh nghiệm về quy định, cho biết đội ngũ tuân thủ sẽ tăng lên 700 người vào cuối năm nay. Binance hiện có hơn 5.000 nhân viên trên toàn cầu và đang tích cực củng cố khả năng tuân thủ và dịch vụ khách hàng. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Tang làm việc với các quan chức sau thỏa thuận với Bộ Tư pháp về khoản phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, nhấn mạnh nỗ lực của công ty trong việc giải quyết các thách thức pháp lý. Ngoài ra, Binance đã nhận 63.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật và thu hồi hơn 73 triệu đô la Mỹ từ các vụ hack. Donald Trump ra sức siêu dự án crypto của hai quý tử. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ủng hộ dự án crypto The Defiant Ones do hai con trai ông là Eric và Donald Trump Jr. dẫn đầu. Theo đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 22 tháng 8, Trump kêu gọi đứng lên chống lại các ngân hàng lớn và giới tài chính thượng lưu, kèm theo hashtag BDefiant và dẫn liên kết đến kênh Telegram của dự án, hiện đã có gần 26.000 người theo dõi. Mặc dù chi tiết về dự án còn mơ hồ, Eric và Donald Trump Jr. đã tiết lộ rằng The Defiant Ones tập trung vào việc giải quyết sự bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Tin đồn về dự án crypto này đã xuất hiện từ đầu tháng 8, gắn liền với hashtag BDefiant và các hồ sơ nhãn hiệu liên quan đến tài chính phi tập trung. Dự án có liên quan đến AMG Software Solutions, doanh nhân crypto Jay Hero và nhà đầu tư Logan Paul. Trên nền tảng dự đoán Polymarket, tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 đã tăng lên 53%, vượt qua Kamala Harris của Đảng Dân Chủ sau bài phát biểu gây tranh cãi của bà vào ngày 16 tháng 8. Vitalik Buterin gây chú ý với bài đăng mới về Ethereum. Mới đây, Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, đã gây chú ý với cộng đồng crypto trên Twitter khi đăng một bài blog về chủ nghĩa đa nguyên. Tuy nhiên, bài viết nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì cộng đồng cho rằng Vitalik thờ ơ với giá trị của Ethereum. Được biết, giá ETH đã suy giảm kể từ đầu tháng 8, trong khi phí giao dịch trên Layer 2 giảm mạnh, khiến người dùng chuyển sang các giải pháp này và bỏ qua trên Ethereum gốc. Trước lời khẩn nài từ một tài khoản yêu cầu Vitalik thổi giá ETH, anh đã đáp lại bằng một bài viết hài hước với hình ảnh một chú bò, biểu tượng cho xu hướng tăng giá, kèm thông điệp Ethereum is good. Bài đăng này nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ hơn hẳn bài blog trước đó. Cộng đồng crypto bày tỏ sự phấn khích, xem đây là dấu hiệu ETH đã chạm đáy. Dù vậy, có người chỉ ra rằng sự chú ý hiện giờ chỉ dồn vào các thông tin giật gân thay vì những bài viết công phu, và đây cũng là nguyên nhân khiến xu hướng meme coin dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Tính đến khuya ngày 23 tháng 8, ETH đang giao dịch tại 2.604 đô la Mỹ, không thay đổi nhiều so với 24 giờ trước đó, nhưng đã giảm gần 3% trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Chủ tịch chứng khoán SSI trở thành nạn nhân của nạn deepfake. Gần đây, nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đã bị lừa đảo qua việc mạo danh các nhân vật nổi tiếng, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch chứng khoán SSI. Các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra hình ảnh và video giả mạo ông Hưng nhằm dụ dỗ người đầu tư. Họ còn lập các nhóm Zalo và Telegram để tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch. Các công ty chứng khoán như SSI và Mobile Banking đã phát đi cảnh báo về tình trạng này. SSI khẳng định ông Nguyễn Duy Hưng chỉ sở hữu một tài khoản Facebook chính thức và không tham gia tư vấn đầu tư trên bất kỳ nền tảng nào khác. Họ cũng khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Tình trạng lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các công ty. Đại diện Mobile Banking cũng nhấn mạnh, người dùng cần chú ý đến các từ khóa quen thuộc như chuyên gia đầu tư, thầy, cùng các tài khoản ảo hay spam cùng nội dung để nhận diện lừa đảo. Các doanh nghiệp lớn khác như Hòa Phát cũng đã cảnh báo về tình trạng mạo danh tương tự để lừa đảo đầu tư. Lý do KYC và câu chuyện tầm nhìn đỉnh cao của P-Network. Một tuyên bố gần đây từ một MODPI đã làm rõ tầm nhìn rộng lớn của P-Network là trở thành tiền điện tử hàng đầu thế giới. Theo một báo cáo từ P-News, trích dẫn một tuyên bố từ một MODPI giải đáp thắc mắc việc tại sao nên đưa KYC vào quy trình xác thực quan trọng của P-Network. Theo đó, MODPI cho biết P-Network đặt mục tiêu trở thành loại tiền điện tử được sử dụng và phân phối rộng rãi hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là P-Coin phải được nắm giữ bởi những cá nhân thực sự khác biệt. Do đó, để đạt được điều này, mạng lưới có quy tắc nghiêm ngặt là mỗi người một tài khoản và quy trình KYC cũng là một yêu cầu pháp lý nhằm mục đích chống rửa tiền.
Sau gần 3 năm hệ thống KYC đi vào hoạt động, P-Network đã thành công đạt được thành tựu 13 triệu người hoàn thành KYC tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2024. Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng KYC đã thay đổi tích cực theo thời gian, đặc biệt trong khoảng thời gian kể từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2024. Với mỗi tháng trung bình tăng từ 1 triệu Pioneer hoàn thành KYC, đây cũng là giai đoạn P-Core Team tập trung thúc đẩy KYC hướng tới giai đoạn Open Mainnet dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zyptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.